Hello, xin chào cả nhà ha. Bây giờ đang là buổi chiều tối ở bên Đức rồi cả nhà. Bây giờ là tầm 8 giờ tối rồi. Và mọi người xem đi, trời đang còn rất là nắng luôn, nắng chang luôn, sáng trưng luôn nè. Sáng giờ là mình dọn dẹp rồi mình đóng thùng vali đồ để chuẩn bị ngày mai đi về á. Mai về Việt Nam cả nhà nên hôm nay cũng đang rất là hồi hộp. Đã mấy năm rồi mình không có về, là tính ra cũng gần 3 năm rồi đó. Gần 3 năm rồi mình không về là từ cái lúc mà dịch tới nay á. Nên là năm nay tranh thủ lúc mà con gái được nghỉ hè nè, xong rồi hai mẹ con bốc vé đi về Việt Nam ha. Mà ông xã mình thì kiểu đi làm nên không có về chung được, nên là chỉ là về hai mẹ con thôi. Mà mọi người biết không, tự nhiên sắp về rồi cái bị bệnh nè. Mọi người nghe cái giọng mình không, đang rất là khàn luôn, sổ mũi nè. Cái mọi người cứ đùa bảo là đi ra chỗ check in, đi lên máy bay kiểu nó thấy mình ho ho rồi sổ mũi về, nó tưởng đâu Covid, nó bắt lại nó không cho bay. Sáng giờ đóng hành lý, đóng vali á, trời ơi, quần quần hết cả ngày luôn á. Kiểu như là cái gì cũng muốn mang về cả nhà. Mình để dành nó xong rồi cái gì cũng muốn mang về hết rồi, cái xong nó nhiều quá bỏ vô trong bốn cái vali ha. Bốn cái vali lớn là khoảng 95 kg, nó cho mình bốn kiện ha. Mà đóng xong rồi nó dư ký quá, nó dư ra mười mấy 20 kg, xong rồi phải lấy ra xong rồi đóng lại rồi bỏ qua bỏ lại, rồi cuối cùng dư ra quá trời luôn. Cứ đi chợ cái hay thấy mua cái này tí, mua kia cái, xong rồi về á chất đầy hết trơn, nhiều quá. Bây giờ hả, đóng vô không có chỗ nữa. Phải lấy ra xong rồi cái nào mang đi được thì mang đi ha, còn cái nào không mang được thì để nhà cho bà mẹ chồng. Hành lý xách tay á, thì được hai cái, của Mia cái, của mẹ cái, nhưng mà nói vậy thôi chứ Mia đâu có xách đâu, đến nồi là mình xách hết trơn luôn. Mà bữa nay Mia tự nhiên sắp về rồi cái hai mẹ con bị bệnh, quay cho cả nhà xem cái góc của mình ha. Đây là hai cây ớt, hai cây ớt nhà mình nè đó. Hai cây này nó đang nở hoa quá trời luôn ha, quá trời hoa luôn, chuẩn bị là đến đợt trái mới. Còn cái cây cây ớt này là ớt, bên mình gọi là ớt hiểm ha, cái trái nó hơi tròn tròn một tí. Còn cái này là ớt chỉ thiên trái trái dài. Mà mọi người xem coi bây giờ nó đang ra trái, cái đợt này ra trái nhiều lắm luôn. Mình đem về mình mua về á, xong rồi mình bón phân cho nó, dạo này nó ra trái quá trời luôn cả nhà. Đây còn là đây là cây chanh thái của mình ha, đợt vừa rồi mình mang ra kiểu nó nắng quá xong nó bị cháy hết trơn lá luôn. Bữa nay bắt đầu nó ra lại lá non nè. Còn đây là cây tắc của mình, có đúng một trái một thôi. Thôi chứ hôm bữa trước ra nhiều trái lắm mà mình hái hết rồi ha. Mình hái mình đi làm mà bánh tráng trộn hết rồi cả nhà. Mấy em này á, thì bình thường á, là nó ở trong nhà ha, nó ở trong nhà mình đấy. Còn cái cây dưới này, cái sân của mẹ chồng á, xong rồi mình đi về mình sợ là ông xã mình quên tưới nước, như giống như mấy lần á nó chết hết trơn à, nên là mình mang xuống đây mình để đây để cho lúc ở nhà mẹ chồng chăm sóc giùm ha, chứ không nó về nó chết là buồn lắm luôn á. Đây là hành lý của mình chuẩn bị đi về Việt Nam thôi cả nhà ha. Mình với lại bé thì mỗi người được hai cái kiện hành lý 23 kg, và mình chất mỗi cái vali như vậy là 23 kg ha. Nhưng mà tại vì cái vali nó cũng hơi nặng, có nhiều cái hả, mất hết 5-6 kg luôn, nên là mình dùng thêm cái thùng này nè, mình bỏ vào trong này để tiết kiệm được 5-6 kg luôn á cả nhà. Mọi người xem đi, lần nào về Việt Nam mình cũng chuẩn bị đồ rất là nhiều ha, kiểu là cái gì mà mang đi được là mình mang đi hết luôn á, nên là chất đầy hết trong này, dư ký luôn.
Hai mẹ con là được 90 92 kg ha. Đó, mình làm bốn cái thùng to nè. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái này là cái băng keo á, băng keo này mình dán xung quanh giống như cái này nè ha. Mình quấn cái bằng cái này là bằng vải, không phải bằng vải ha. Bằng cái gì ta? Ni lông á, giống ni lông ở ngoài nè. Xong rồi mình dán keo lên trên rồi làm dấu thêm cái gì đó để khi mà mình nhận đồ ngay chỗ cái ấy á, mình dễ nhận ra cái thùng hàng của mình đó cả nhà. Bây giờ thì mình với ông nhà mình bắt đầu quấn quấn giấy lại ha. Quấn cái lớp ni lông này ở ngoài. Ok, get go thôi. Ngày mai đi rồi. Cả nhà ơi, đây là thành phẩm mà hồi nãy giờ nửa tiếng đồng hồ nhà mình làm ha, cuốn mấy cái vali lại nè, mấy cái thùng này lại, xong rồi mà ông nhà mình ổng kỹ lắm, lần nào á mà đi về Việt Nam xong rồi ổng cũng mua băng keo này, rồi ổng mua cái ni lông này nè, cái ni lông này về ổng ngồi ổng dán ha, ổng dán quá trời, ổng dán luôn. Ổng kêu đi về bên đó sợ qua cái chỗ hải quan á hay bị móc đồ á, làm như vậy thì nó chắc hơn tí, chắc đỡ bị móc đồ hơn ha. Với lại cuốn như vậy nó không có bị trầy cái vali á cả nhà. À, với lại cái màu mà màu cam cam này nè, ấy này này, để khi mà mình chỗ cái băng chuyền á, mình nhận mấy cái vali nó dễ hơn ha, mình thấy nó từ xa luôn, lần nào cũng thế, nên là năm nào nhà mình cũng làm như vậy hết ha. Bây giờ thì xong xuôi hết rồi, bây giờ mình sẽ lên mình chuẩn bị mấy cái vali, hành lý xách tay nữa, là sáng ngày mai nhà mình đi sớm. Vô cả nhà, chào cả nhà buổi sáng ha. Bây giờ đang là 8 giờ sáng ha cả nhà ha, 8 giờ sáng giờ bên Đức, thì bây giờ chắc là bên Việt Nam mình cũng là buổi trưa rồi. Và hôm nay thì hai mẹ con bay về Việt Nam ha. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ là nhà mình sẽ đi xe ra sân bay ha. Vì nhà chủ mình thì đi ra sân bay Frankfurt, nhưng mà đi thì cũng tầm mất 2 tiếng. Tính ra là 2 giờ chiều thì nhà mình mới bay, nhưng mà kiểu mình phải đi ra trước, sợ nhiều khi bị kẹt xe hay là có vấn đề gì đó giữa chừng ha. Thì nhà mình sẽ tranh thủ đi thật là sớm, kiểu mình ra đó chờ vẫn tốt hơn hay cả nhà ha. Thì nói chung cũng khá là hồi hộp. Mọi thứ đã chuẩn bị xong hết trơn rồi. Sáng nay mình dậy lúc 5 giờ sáng, mình sắp xếp lại mấy cái hành lý xách tay á. Cái hành lý ký gửi thì ngày hôm qua nhà mình đóng xong hết rồi, nhưng mà hành lý xách tay thì hôm nay, sáng hôm nay mình soạn lại một tí. Vì mình cũng có quá là nhiều đồ đi, xong rồi xếp ra xếp vô nó bị dư ký á. Vì hành lý xách tay thì cũng chỉ được tới 10 kg cho một vali thôi ha, mà mình cũng hơi tham, cái gì cũng muốn mang về nên là nó dư ký, nên nó dư mấy ký nên là phải cứ xếp ra xếp vô riết vậy đó. Bây giờ cho mọi người xem cái hành lý ký gửi, hành lý xách tay của mình ha. Đây là hành lý xách tay của hai mẹ con nhà mình nè cả nhà. Hai cái ba lô ha, và hai cái vali xách tay, thêm một cái túi này, cái túi này mới quan trọng cả nhà. Ở trong này mang theo mấy cái đồ ăn vặt cho Mia lúc mà trên máy bay cho đỡ nhàm chán ha. Oreo nè. Rồi cái này là giống như lạp xưởng, nó làm cái cây nhỏ nhỏ gì không biết mọi người ăn thử chưa ha, ở bên Đức nè, nó ngon lắm á. Rồi có giống như chip á, mang theo nước. À, có cái này đúng chất Việt Nam luôn nè, mang theo một cái hộp hộp mì gói cho Mia. Mia thích ăn mì gói lắm, nhưng mà ở trên máy bay á, cũng có mì gói ha, nhưng mà nó cay lắm, Mia ăn không được, nên là
Mình mua một cái này ha, nó không có cay, để cho Mia lên đó Mia ăn. Ok cả nhà ơi, bây giờ thì nhà mình chuẩn bị đi ra sân bay ha. Mình sẽ tiếp tục quay cái hành trình bay về Việt Nam cho cả nhà cùng theo dõi ha. Bây giờ là 12 giờ trưa ha cả nhà ha. Là còn hơn 2 tiếng nữa là máy bay sẽ cất cánh. Nhưng mà hôm nay thì nhà mình tới đây cũng khá là sớm, nhưng mà xếp hầu như là gần như là cuối hàng rồi ha. Cái hàng nó rất là dài luôn. Nó từ chỗ mình đi lên phía trước cũng cũng cả hơn 200 mét ha. Chuyến này người Việt Nam về rất là đông luôn nè. Đó mọi người xem cái hàng nó tuốt, nó tới tận ở đằng kia luôn á cả nhà. Mà đứng xếp hàng ở đây á, là nhà mình đứng cũng gần cả tiếng đồng hồ rồi mà cái hàng nó chỉ nhích lên được một tí xíu thôi à. Sau khi la lết chờ đợi check in với làm thủ tục gần 3 tiếng đồng hồ thì mình cũng được quay rồi cả nhà ơi. Về Việt Nam là tổng cộng hơn 18 tiếng đồng hồ luôn á cả nhà. Tính từ lúc bay rồi bay về Việt Nam đợi mấy tiếng, xong rồi từ Sài Gòn hai mẹ con lại đi máy bay về Đà Nẵng ha. Thì bây giờ là hai mẹ con đã bắt đầu tới sân bay Đà Nẵng rồi nè. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng hai mẹ con ha, theo dõi cái hành trình của hai mẹ con từ Bình Đức về Việt Nam ha. Thật sự bây giờ thì mình rất là vui nhưng mà rất là mệt á, tại vì nguyên một đêm qua không có ngủ được á cả nhà. Nên là bây giờ sẽ về nhà, chắc chắn là phải tắm rửa đi nghỉ ngơi rồi ha. Rất cảm ơn mọi người nha, và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video kế tiếp của mình ha. Bye bye.